quá mà xuân dĩa. Đây là cây nấm hương nhé. Cái túi này còn nhỏ quá. Không đủ. Thì lấy mũ của em ra đựng thôi. Đây cầm luôn ra đi đấy. Lấy ra luôn. Đựng. Đây là cây nấm hương nhé. Rất là ngon đấy. Ở nấm này này. Đây. Nấm hương rừng đấy. Đủ bữa rồi. Tầm này thì. Nhiều đấy. Wow, chặt thế nhỉ. Nấm này là hôm trước đi qua cái lán kia họ phơi ra đây đúng không anh? Đấy. Là cái này đúng không? Ừ. May anh coi. May quá nhỉ. Đi lại nhặt được nấm này nhiều. Nơi này không còn nhớ hôm trước đi mùng téo nhiều lắm. À. Có cả cây to mà thế này, to mà thế này cả cây hết. Vâng. Cái có lấy không anh? Chứ lấy ăn thôi, không lấy. Xa quá. À. Đây là cây lan kim tuyến này. Hay gọi là cỏ nhung đấy. Cây này. Một cây rất là giá trị đấy. Đây. Lan kim tuyến. Đây là ra chỗ xỏ đẹp đây. Thôi, hai nấm thôi. Ui, gì ngã. Thay mũ hả? Lùi gì chê. Không có túi lấy mũ ra. Mấy cái này chắc hỏng rồi chứ anh? Hỏng rồi, hỏng. Không thành rồi nhỉ? Cái ngon rồi. Ngon rồi. Coi là đây. Được một mũ cơ mà nhỉ. Thả mãn. Đang ở trong rừng xanh ở kia có cây phong lan rồi kìa. Có cụm phong lan rồi. Mùn đi to ra. Đầy quá không chứa nổi nữa rồi. Nhiều quá. Ây da, rơi mẹ. Rơi rồi à? Nhặt đi nó, phí quá cái này. Ngon đấy. Được rồi. Chà chà bạn đa chứ cái này. Cái này chắc đắt đấy, nấm này. Phơi khô đi thành cái này nhỉ. Cái này hỏng hết rồi, không thì mang về phơi được thì tốt đấy. Phơi ánh nắng thì phơi nó khô hẳn đi, nó cứng đi đấy. Ăn ngon đấy, nói này. Rồi đi.